4 kiểu áo blouse dành điệu cho nàng công sở diện hè. Muốn giữ vững phong độ mặc đẹp thì chị em không thể bỏ qua 4 kiểu áo blouse đẹp sau đây. Nhắc đến áo blouse, hầu hết mọi người sẽ liên tưởng đến những chiếc áo trắng tinh khôi dành cho ngành y. Trên thực tế, đây là hai loại áo hoàn toàn khác nhau. Áo blouse thời trang là kiểu áo được biến tấu từ những chiếc sơ mi quen thuộc. Bởi vậy, thiết kế này vừa giữ được vẻ thanh lịch trang nhã vừa toát lên sự điệu đà sang chảnh. A blouse là món thời trang đa dạng kiểu dáng, vậy nên chị em có thể tham khảo 4 thiết kế đẹp chuẩn mực dưới đây để có thêm nhiều gợi ý mặc đẹp. 1. Blouse tay bồng. Tay bồng là thiết kế quen thuộc, được áp dụng ở nhiều kiểu váy áo và hội chị em cực kỳ ưa chuộng kiểu dáng này. Với áo blouse, chi tiết tay bồng cũng được săn đón nhiệt tình chẳng kém. Bởi lẽ, thiết kế này mang đến cho người mặc một diện mạo vô cùng duyên dáng và thanh lịch. Ngoài ra, áo blouse tay bồng còn có khả năng làm lu mờ nhược điểm vai thô, vai gầy, chẳng trách chúng lại được hội chị em ưu ái và sẵn sàng chi tiền sở hữu. 2. Blouse cổ vuông. Blouse cổ vuông là món đồ thời trang phủ sóng mạnh mẽ vào mùa hè. Item này là bảo chứng cho vẻ ngoài sành điệu nhưng không kém phần trang nhã. Diện blouse cổ vuông sẽ giúp nàng có cơ hội khoe khéo phần xương quai xanh gợi cảm, tạo tỷ lệ cơ thể cân đối và hài hòa. Đừng quên kết thân với các món trang sức như khuyên tai và vòng cổ, bởi đây đều là cạ cứng của áo blouse cổ vuông. Đảm bảo khi mix thêm các phụ kiện này, diện mạo của chị em sẽ được nhân đôi vẻ sang xịn. 3. Blouse bèo nhún. Nếu theo đuổi phong cách điệu đà thì áo blouse bèo nhún chính là gợi ý đáng sắm cho chị em trong mùa hè này. Đây là kiểu áo giúp nàng toát lên vẻ ngoài nhã nhặn và nữ tính, ngay cả khi được phối đơn giản thì tổng thể outfit trông vẫn chỉn chu vô cùng. Chiếc áo nhìn có vẻ bánh bèo chuối nhưng thực tế là vừa dễ mix đồ vừa có tính ứng dụng cao. Chỉ cần kết hợp cùng các mẫu quần quen thuộc như jean ống đứng hay quần âu màu trung tính là chị em đã có ngay set đồ thời thượng để diện đi làm hoặc đi dạo phố. 4. Blouse nhấn eo. Áo blouse nhấn eo là gợi ý hoàn hảo để giúp các quý cô công sở trẻ hóa phong cách. Thiết kế này khiến phần vạt áo có độ bung xòe nhẹ nhàng, làm tàng hình khuyết điểm mỡ bụng, đảm bảo chị em diện lên sẽ thấy vóc dáng mi nhon hơn hẳn. Blouse nhấn eo khá đa dạng kiểu dáng, chị em dù kết thân với họa tiết hoa nhí hay các mẫu chân basic thì vẻ ngoài trông vẫn cực kỳ trẻ trung, tươi tắn. Nàng có thể áp dụng công thức blouse nhấn eo cộng quần jean để yên tâm mặc đẹp ở mọi thời điểm.